Mến chào tất cả các em học sinh khối lớp 3. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Lương Thị Thanh Loan, giáo viên trường tiểu học A An Thạnh Trung, phòng giáo dục Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ở những tiết học trước, các em đã biết xem đồng hồ. Đồng hồ có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Đồng hồ thể hiện sự vận động của thời gian. Nhờ có đồng hồ mà con người có lịch học tập và làm việc một cách khoa học, hợp lý. Vậy các em đã biết xem đồng hồ chưa? Hôm nay cô cùng các em tìm hiểu qua bài thực hành xem đồng hồ, thực hành xem đồng hồ tiếp theo. Mục tiêu của bài học hôm nay sẽ giúp các em nắm được nhận biết về thời gian, thời điểm, khoảng thời gian. Biết xem đồng hồ chính xác đến từng phút, kể cả mặt đồng hồ bằng chữ số La Mã. Biết thời điểm làm công việc hàng ngày của học sinh. Để đạt được các mục tiêu trên, cô và các em sẽ đi vào hai hoạt động. Hoạt động 1: khám phá. Hoạt động 2: thực hành và áp dụng vào làm các bài tập 1, 2 trang 123 và bài tập 1, 2 trang 125. 26 nha. Ta sẽ đi vào hoạt động dạy học. Hoạt động 1: khám phá. Các em có thể xem thời gian bằng nhiều phương tiện khác nhau như là xem đồng hồ trên điện thoại, xem đồng hồ điện tử. Tuy nhiên, các em phải biết xem đồng hồ số. Bởi đồng hồ số là đồng hồ phổ biến nhất. Bây giờ cô sẽ giới thiệu với các em cấu tạo của đồng hồ số nha. Các em quan sát mặt đồng hồ. Trên mặt đồng hồ, kim dài nhất và chạy nhanh nhất là kim giây. Kim ngắn nhất, chạy chậm nhất là kim giờ. Kim còn lại chính là kim phút. Trong ba kim thì các em chủ yếu quan tâm đến hai kim đó là kim giờ và kim phút. Ngoài ra, trên mặt đồng hồ thường đánh 12 vạch in đậm, tương ứng với 12 số, từ số 1 cho đến số 12. Từ vạch in đậm thứ nhất, số 12, đến vạch in đậm thứ hai, số 1, có 5 khoảng nhỏ, mỗi một khoảng là 1 phút. 5 khoảng là 5 phút. Từ vạch in đậm số 12 đến vạch in đậm số 1 là 5 phút. Vạch in đậm thứ hai là 10 phút, vạch in đậm thứ ba là 15 phút, vạch in đậm thứ tư là 20 phút, vạch in đậm thứ năm là 25 phút, vạch in đậm thứ sáu là 30 phút, vạch in đậm thứ bảy là 35 phút, vạch in đậm thứ tám là 40 phút, vạch in đậm thứ chín là 45 phút, vạch in đậm thứ 10 là 50 phút, vạch in đậm thứ 11 là 55 phút, đến vạch in đậm số 12 là 60 phút. Khi kim phút chạy hết một vòng đồng hồ sẽ được 1 giờ. Vậy 1 giờ bằng 60 phút. Cô vừa giới thiệu với các em cấu tạo của đồng hồ số. Vậy cô và các em sẽ áp dụng vào xem đồng hồ nhé. Các em quan sát đồng hồ và cho cô biết. Đồng hồ chỉ mấy giờ? Các em quan sát và suy nghĩ trong vòng 30 giây. 6 giờ 10 phút. Nêu vị trí kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 6 giờ 10 phút. Kim giờ ở vị trí hơn số 6 một chút và kim phút chỉ số 2. Các em tiếp tục quan sát và cho cô biết. Đồng hồ chỉ mấy giờ? 6 giờ 13 phút. Kim giờ và kim phút đang ở vị trí nào?
Kim giờ ở vị trí qua số 6 một chút. Như vậy là hơn 6 giờ. Kim dài ở vạch nhỏ thứ 3 sau số 2. Tính theo chiều quay của kim đồng hồ. Các em tiếp tục quan sát đồng hồ và cho cô biết. Đồng hồ chỉ mấy giờ? Sáu giờ 56 phút. Hãy nêu vị trí của kim giờ và kim phút lúc đồng hồ chỉ 6 giờ 56 phút. Kim giờ chỉ qua số 6 đến gần số 7. Kim phút chỉ qua vạch số 11 thêm một vạch nhỏ nữa. Còn thiếu mấy phút nữa thì đến 7 giờ. Còn thiếu 4 phút nữa thì đến 7 giờ. Và có cách đọc giờ thứ hai là 7 giờ kém 4 phút. Khi kim phút chỉ đến vạch số 11 là kim đã đi được 55 phút tính từ vạch số 12 theo chiều quay của kim đồng hồ. Kim chỉ thêm được một vạch nhỏ nữa là được thêm một phút. Vậy kim phút chỉ đến phút thứ 56. Đồng hồ chỉ 6 giờ 56 phút. Từ đó cô có kết luận. Nếu kim phút chưa vượt quá số 6, theo chiều quay của kim đồng hồ, thì đọc theo cách thứ nhất, đọc giờ hơn, 6 giờ 10 phút, 6 giờ 13 phút, 6 giờ 56 phút. Nếu kim phút vượt quá số 6, theo chiều quay của kim đồng hồ, thì đọc theo cách thứ hai, đọc giờ kém, 7 giờ kém 4 phút. Cô vừa hướng dẫn các em cách xem đồng hồ và biết được cách đọc giờ hơn, cách đọc giờ kém. Để xem đồng hồ được chính xác và thành thạo hơn, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu sang hoạt động 2. Hoạt động 2, thực hành. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài tập 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ? Ở đây có tất cả 6 đồng hồ, các em quan sát từng đồng hồ và cho cô biết số giờ trên từng đồng hồ. Các em quan sát đồng hồ A và cho cô biết kim giờ và kim phút đang ở vị trí nào. Kim giờ chỉ số 2. Kim phút còn một khoảng nhỏ nữa là đến vạch in đậm số 2. Vậy số giờ của đồng hồ A sẽ là bao nhiêu? Hai giờ 9 phút. Tiếp tục các em quan sát đồng hồ B và cho cô biết vị trí của kim giờ và kim phút. Kim giờ chỉ số 5. Kim phút chỉ qua vạch in đậm số 3 một khoảng nhỏ. Vậy số giờ của đồng hồ B là 5 giờ 16 phút. Các em quan sát tiếp đồng hồ C và cho cô biết kim giờ và kim phút đang ở vị trí nào. Kim giờ qua số 11 một chút. Kim phút chạy qua vạch in đậm số 4 một khoảng nhỏ. Vậy đồng hồ C có số giờ là 11 giờ 21 phút. Tiếp tục các em quan sát đồng hồ D và cho cô biết kim giờ và kim phút đang ở vị trí nào. Kim giờ chạy gần đến số 10. Kim phút còn một khoảng nhỏ nữa sẽ đến vạch in đậm số 7. Vậy ở đồng hồ này kim phút qua số 6 ta sẽ có hai cách đọc. Đó là đọc giờ hơn, đọc giờ kém. Bạn nào có thể cho cô biết cách đọc giờ hơn? 9 giờ 34 phút.
Đó là cách đọc giờ hờn. Vậy ai đọc cho cô số giờ kém? 10 giờ kém 26 phút. Tiếp tục các em quan sát đồng hồ e và cho cô biết kim giờ và kim phút đang ở vị trí nào? Kim giờ chạy gần đến số 11, còn kim phút chạy còn một khoảng nhỏ nữa sẽ đến vạch in đậm số 8. Vậy ai cho cô biết đồng hồ e là bao nhiêu giờ? 10 giờ 39 phút. À, đó là cách đọc giờ hơn. Bạn nào đọc giờ kém cho cô? Hoặc 11 giờ kém 21 phút. Các em quan sát đồng hồ ghê và cho cô biết kim giờ và kim phút đang ở vị trí nào? Kim giờ chỉ số 4. Kim phút chạy qua vạch in đậm số 11 hai khoảng nhỏ. Đến vạch in đậm số 11 sẽ là 55 phút. Vậy thêm hai khoảng nhỏ nữa là bao nhiêu phút? Bạn nào cho cô biết xem nào. 3 giờ 57 phút. Vậy còn bao nhiêu phút nữa sẽ đến 4 giờ? À, còn 3 phút nữa sẽ đến 4 giờ. Bạn nào có thể đọc cho cô số giờ kém? Hoặc 4 giờ kém 3 phút. Ở bài tập này các em đã biết cách xem giờ hơn, cách xem giờ kém. Để khắc sâu hơn cách xem giờ thì cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 2. Bài 2. Đặt thêm kim phút để đồng hồ chỉ. A. 8 giờ 7 phút. B. 12 giờ 34 phút. C. 4 giờ kém 13 phút. Ở bài tập này thì các em hãy lấy mô hình đồng hồ và thao tác theo cô. Cô và các em cùng thao tác thực hành yêu cầu A, 8 giờ 7 phút. Kim giờ ở vị trí số 8. Kim phút đặt ở vị trí nào để được 7 phút? Ta sẽ đặt sao vạch in đậm số 1 hai khoảng nhỏ. Vậy cô và các em đã hoàn thành được yêu cầu A, đó là 8 giờ 7 phút. Chúng ta sẽ thực hành thao tác yêu cầu B, 12 giờ 34 phút. Kim giờ đặt qua số 12 một chút. Kim phút đặt sao vạch in đậm số 7 một khoảng nhỏ. Vậy ta sẽ được số giờ của đồng hồ B là 12 giờ 34 phút. Các em đã thao tác được chưa? Rất dễ phải không? Cô và các em cùng thao tác yêu cầu C, 4 giờ kém 13 phút. Kim giờ chỉ gần đến số 4. Kim phút chỉ qua vạch in đậm số 9 hai khoảng nhỏ. Vậy ta sẽ thực hiện được yêu cầu C, 4 giờ kém 13 phút. Cô và các em vừa thực hành thao tác trên đồng hồ để được đúng số giờ người ta đã yêu cầu. Để xem giờ thành thạo và biết lên lịch hoạt động của mình trong một ngày, thì cô và các em cùng chuyển sang bài thực hành xem đồng hồ tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ đi vào bài tập số 1, xem tranh rồi trả lời câu hỏi sau. Các em quan sát tranh và cho cô biết. An tập thể dục lúc mấy giờ? Kim giờ ở qua số 6 một chút. Kim phút chỉ đúng vạch in đậm số 2. Bạn nào cho cô biết An đang tập thể dục lúc mấy giờ? An đang tập thể dục lúc 6 giờ 10 phút. Quan sát tranh tiếp theo và cho cô biết. An đến trường lúc mấy giờ? Kim giờ chỉ qua số 7 một chút.
và kim phúc chỉ qua vạch in đậm số 2, hai khoảng nhỏ. Bạn nào cho cô biết An đến trường lúc mấy giờ? An đến trường lúc 7 giờ 12 phút. Quan sát tranh tiếp theo và cho cô biết An đang học bài ở lớp lúc mấy giờ? Kim giờ chỉ qua số 10 một chút. Kim Phúc chỉ gần đến vạch in đậm số 5. Vậy bạn nào cho cô biết An đang học bài ở lớp lúc mấy giờ? An đang học bài ở lớp lúc 10 giờ 24 phút. Quan sát tranh tiếp theo và cho cô biết An ăn cơm chiều lúc mấy giờ? Kim giờ chỉ gần đến số 6. Kim Phúc chỉ đúng vạch in đậm số 9. Bạn nào cho cô biết An ăn cơm chiều lúc mấy giờ? An ăn cơm chiều lúc 5 giờ 45 phút hoặc 6 giờ kém 15 phút. Các em quan sát tranh và cho cô biết. An đang xem truyền hình lúc mấy giờ? Kim giờ chỉ qua số 8 một chút. Kim Phúc chỉ qua vạch in đậm số 1, hai khoảng nhỏ. An đang xem truyền hình lúc mấy giờ? An đang xem truyền hình lúc 8 giờ 7 phút. Quan sát tranh tiếp theo và cho cô biết. An đang ngủ lúc mấy giờ? Kim giờ chỉ số 10. Kim Phúc chỉ đúng vạch in đậm số 11. Bạn An đang ngủ lúc mấy giờ? An đang ngủ lúc 9 giờ 55 phút hoặc 10 giờ kém 5 phút. Cô và các em vừa biết được quá trình hoạt động của bạn An trong một ngày. Vậy các em có thể xem lại các hoạt động của mình trong một ngày. Sau đó, sắp xếp lại cho các hoạt động cho phù hợp và hợp lý hơn nhé. Cô và các em cùng tìm hiểu sang bài tập số 2. Vào buổi chiều hoặc buổi tối hai đồng hồ nào cùng thời gian? Ở tiết học trước các em đã biết các chữ số La Mã. Vậy các em sẽ quan sát đồng hồ A và đọc lại các chữ số La Mã theo cô. 1 La Mã, 2 La Mã, 3 La Mã, 4 La Mã, 5 La Mã, 6 La Mã, 7 La Mã, 8 La Mã, 9 La Mã, 10 La Mã, 11 La Mã, 12 La Mã. Các em vừa ôn lại các chữ số La Mã. Để làm được bài tập này thì cô sẽ có quy ước. Trong một ngày sẽ có 24 giờ. Khi kim giờ chạy một vòng từ 12 giờ hôm trước đến 12 giờ hôm sau sẽ là nửa ngày. Vậy nửa ngày còn lại sẽ là thời gian buổi chiều và thời gian buổi tối. Khi kim giờ chạy đến số 12, chuyển sang số 1 thì ta có cách đọc giờ buổi chiều là 13 giờ, số 2 là 14 giờ, số 3 là 15 giờ, số 4 là 16 giờ, số 5 là 17 giờ, số 6 là 18 giờ, sau đó chuyển sang cách đọc giờ buổi tối, số 7 là 19 giờ, số 8 là 20 giờ, số 9 là 21 giờ, số 10 là 22 giờ. Số 11 là 23 giờ, số 12 là 24 giờ, sẽ kết thúc một ngày. Cô và các em cùng tìm xem vào buổi chiều hoặc buổi tối hai đồng hồ nào cùng thời gian. Các em quan sát đồng hồ A. Kim giờ chỉ số 1. Kim Phúc chỉ đúng vạch in đậm số 5. Số giờ của đồng hồ A là bao nhiêu?
1 giờ 25 phút. Đồng hồ nào có cùng thời gian với đồng hồ A? Đồng hồ Y, 13 giờ 25 phút. Quan sát đồng hồ B, kim giờ chỉ số 7, kim phút chỉ qua vạch in đậm số 12, ba khoảng nhỏ. Đồng hồ B là bao nhiêu giờ? 7 giờ 3 phút. Đồng hồ nào có cùng thời gian với đồng hồ B? Đồng hồ H, 19 giờ 3 phút. Quan sát đồng hồ C, kim giờ chỉ qua số 8 một chút, kim phút chỉ qua số 3, hai khoảng nhỏ. Đồng hồ C là bao nhiêu giờ? 8 giờ 17 phút. Đồng hồ nào có cùng thời gian với đồng hồ C? Đồng hồ K, 20 giờ 17 phút. Quan sát đồng hồ D, kim giờ gần đến số 6, kim phút chỉ đúng vạch in đậm số 10. Đồng hồ D là bao nhiêu giờ? 5 giờ 50 phút. Đồng hồ nào có cùng thời gian với đồng hồ D? Đồng hồ M, 17 giờ 50 phút. Quan sát đồng hồ E, kim giờ chỉ qua vạch số 2 một chút, kim phút chỉ qua số 8 một khoảng nhỏ. Đồng hồ E là bao nhiêu giờ? 2 giờ 41 phút. Đồng hồ nào có cùng thời gian với đồng hồ E? Đồng hồ N, 14 giờ 41 phút. Các em quan sát đồng hồ ghế, kim giờ chỉ số 9, kim phút chỉ đúng vạch in đậm số 1. Đồng hồ ghế có số giờ là bao nhiêu? 9 giờ 5 phút. Đồng hồ nào có cùng thời gian với đồng hồ ghế? Đồng hồ L, 21 giờ 5 phút. Ở bài tập này, các em đã biết được cách xem thời gian vào buổi chiều và thời gian vào buổi tối. Để xem đồng hồ được nhanh và chính xác hơn thì các em phải tập xem giờ trên nhiều đồng hồ khác nhau. Vậy ở tiết học này, các em đã biết xem đồng hồ chính xác đến từng phút, biết được cách đọc giờ hơn, cách đọc giờ kém, biết được thời gian hoạt động của mình trong một ngày. Từ đó có thể lên hoặc lịch hoạt động của bản thân trong một ngày sao cho phù hợp. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em trong tiết học sau. Chào các em.